heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ sáu nè các bạn. Đó, cái bầy heo con nó bú, rồi heo mẹ nó chuẩn bị gặn kìa. Heo con ra nè, đó, ra đầu trước các bạn ơi. Đó, đây mình có con heo nó đẻ nè các bạn. Nó tự đẻ luôn. Rồi bây giờ cái sàn này là của cái bầy nhỏ nè. Mình bắt cái bầy nhỏ đi rồi. Nó qua bên đó nó cắn lộn bên đó rồi kìa. Nó cái ô giữa, đó, mấy con bự nó cắn lộn bên đó đó. Là cái sàn này của nó. Con heo này là mình ra là nó đẻ 3 con rồi. Để mình quay con cho các bạn xem nha. Nè các bạn, lúc mình ra là nó chưa, mình chưa lùa lên sàn nữa. Nó đẻ trước ngày nữa các bạn. Mình chưa có sàn, mình lùa lên thì chưa tới ngày nữa thì nó đẻ rồi. Nó đẻ 3 con này lỗ ngỗ dưới đất hết trơn á. Heo nái mình bước ra cái là nó dậy hết trơn. Nó làm hầu 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 vậy đó. Là mấy con nái nó đứng lên hết. Mấy hên là mấy con nái của mình nái gạ không à. Nó khôn lắm. Nó thấy heo con là nó la à. Không phải gặp như mấy heo tơ đâu. Mấy heo tơ gặp nó ủi lắm. Rồi bây giờ mình rửa cái sàn này cho sạch đi rồi để cho con nái này nó đẻ tiếp nha. Đó, các bạn nhìn thấy cái bụng nó không? Các bạn cùng đón với mình đi, con nái này được bao nhiêu con nha các bạn. Bây giờ để đi rửa cái sàn là ưu tiên hàng đầu trước nha. Rồi tắm nó luôn. Rồi nè các bạn, tạm thời là cái sàn heo mình đã rửa sơ qua rồi để cho heo nó đẻ nha. Cho nó đẻ trước đi, thì cũng giống như cái đàn vừa rồi đó. Thì mình đẻ xong đi rồi bắt đầu là mình sẽ vệ sinh cái sàn lại nha các bạn. Nó đẻ không? Nãy giờ là được 3 con rồi. Mà cái bụng nó còn nè các bạn. Nó nằm ở cái bụng đó nè. Thì các bạn đón xem với mình là con heo này đẻ được bao nhiêu con nha. Lứa đầu tiên là nó đẻ được 13 con. Lứa thứ hai hình như là được 11 con hay sao á. Rồi lứa này là lứa thứ ba nè các bạn. Rồi để một tí nữa thì nó đẻ thì mình quay tiếp cho các bạn nha. Đây nó đang ra nước ối nữa nè. Rồi heo mình mới đẻ ra con thứ tư nè các bạn. Con heo này đẻ con rất là nhỏ luôn. Con này khả năng là bụng còn to, mà đẻ con nhỏ là khả năng là sinh sản rất là nhiều nha các bạn. Đó, trong sọt là 3 con nè. Ở ngoài mới đẻ ra một con còn dây gúng luôn nè. Là 4 con. Rồi bây giờ mình lau chùi con này rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Nãy giờ cỡ hơn 1 tiếng rồi đó, nó mới đẻ ra đó. Nó mới chịu nằm xuống, nãy giờ là nó nằm sấp với nó đứng nhiều. Rồi tới nó muốn đẻ dữ lắm rồi, nó bắt đầu nó mới nằm xuống nó mới đẻ đó. Con thứ tư rồi các bạn ơi, mình cho con thứ tư vô sọt luôn rồi nè. Đó, con thứ tư là con bông đó các bạn. Một tí nữa nó đẻ ra nữa bây giờ đây nè. Các bạn để ý nha, nãy giờ nó lâu đẻ lắm rồi. Bây giờ nó tới cái cơn đẻ của nó rồi, nó mới nằm xuống nó đẻ. Bây giờ chuẩn bị nó đẻ ra nữa bây giờ đây nè. Nó đau bụng dữ lắm rồi đó. Tại vì cái con này là nó mới ra, thì bắt buộc cái con khác là nó ra cũng gần tới nè. Các bạn nhìn nè. Đó, thấy chưa, mình nói là Yvonne luôn nè. Đây là con thứ năm nha. Nãy giờ đứng với nằm sắp không, không chịu nằm xuống đẻ mà. Nãy giờ khoảng tiếng rưỡi rồi. Thì con này ra thì con khác nó cũng gần ra tới rồi. Có thể là con này đẻ xong khoảng chừng 5 đến 10 phút sau là con khác nó ra nữa. Các bạn nhìn thấy nó đội nè các bạn. Để mình chỉ cho các bạn xem nè. Cái cục chỗ này nè, nó đội. Là con nó ở chỗ này nè, nó đội nó sẽ ra nha. Rồi các bạn cùng đón với mình xem là con này được bao nhiêu con nha. Con này là mình đón là tầm 12 con nha các bạn. Ở trong đây là 5 con nè. Đó, 5 con. Heo nó đẻ heo nhỏ thì nó sẽ đẻ nhiều, còn mà heo to thì nó sẽ đẻ ít hơn nha. Cái này là theo kinh nghiệm mình nuôi á, thì mình đón như vậy. Theo ý kiến của các bạn á, thì các bạn nghĩ sao về vấn đề này thì các bạn cứ bình luận xuống nha. Để bây giờ mình thả 5 con nó ra cho nó bú trước đi các bạn. Còn những con đẻ sau thì mình cho nó bú sau nha. Tại vì khả năng con này sinh tầm 12 đến 14 con thôi, chứ không phải 17, 18 con mà mình đợi tới 9, 10 con mình mới cho bú giống như những đàn khác. Những đàn khác á, khả năng nó sinh nhiều á, thì khoảng 9 đến 10 con thì mình mới cho bú. Còn đàn này thì 5, 6 con là bắt đầu mình cho bú được rồi. Cũng giống như là mình chia hai tớp vậy đó. Rồi những con này nó bú no xong mình sẽ nhốt lại. Rồi cái tớp sau mình sẽ cho bú no. Rồi mình thả tớp đầu ra chung luôn nha các bạn. Đây 5 con nè, bắt đầu bây giờ mình bắt ra nè. Để cho nó bú đi. Đó, những con này xanh trước, hồi nãy nó ở dưới nền á, nó đen thui thì ghê vậy. Lên đây nãy giờ là nó trà vô cái nồi lao này nó sạch rồi đó. Mình vừa thả 5 con này ra nè các bạn. Thả nó ra là mẹ nó ưỡn vú cho nó nằm, cho nó bú liền à. Đó, mẹ nó ưỡn vú ra để cho nó bú nha. 5 con bé bỏng. Ở đây nó còn heo đội nha các bạn. Chỗ này nè nó còn đội nè, nhưng mà nó chưa xuống đó, nó chưa ra đó. Mấy con này bú là kích thích tí xíu là tử cung nó co bóp là nó đẩy heo con ra liền. Cái này là mình chưa tiêm oxytocin nha các bạn.
các bạn lưu ý á, khi mà heo nái đẻ thì các bạn tiêm tầm 3 đến 4 xe oxytocin là đã đủ tác dụng cho tử cung nó co bóp để nó đẩy heo ra rồi. Các bạn không nên tiêm nhiều quá là tử cung nó co bóp nhiều thì heo mẹ nó sẽ mệt nha. Nhưng mà mình khuyên các bạn á, là heo nó đẻ khoảng chừng 7 đến 80% á, thì mình hãy tiêm oxytocin chứ đừng nên là tiêm con đầu. Tại vì heo của mình là heo tơ hoặc là heo gạ, mình chưa biết là con đầu nó to hay nhỏ, nó có đẹp hay không. Rồi các bạn cứ gan con đầu là các bạn tiêm, rồi những con sau nó bự, lỡ tử cung nó không nở á, mà heo bự nó kẹt lại thì các bạn không biết xử lý á, thì có thể là nó ảnh hưởng nha các bạn, là nó bị hao heo của mình. Nên các bạn lưu ý về vấn đề này nha. Cái này là cá nhân của mình, là mình khuyên các bạn là đẻ khoảng chừng 70% thì các bạn hãy tiêm. Ví dụ như 12 con thì bắt đầu từ 8 con đến 9 con đổ lên á, thì các bạn hãy tiêm, chứ các bạn đừng tiêm sớm. Tiêm sớm á, thì tử cung nó con mẹ nó co bóp nhiều, thì dẫn đến là con mẹ nó mệt, nó mất sức, nó không có gặn nổi nữa, thì nó chỉ nhờ thuốc để nó đẩy heo con ra thôi. Nên các bạn lưu ý vấn đề này nha. Mỗi lần tiêm là từ 3 đến 4 xe thôi. Thuốc oxytocin á, là nó hỗ trợ trong quá trình đẻ, chứ mình đừng có lạm dụng nó nha các bạn. Heo mình chuẩn bị gặn ra con thứ 6 nè các bạn. Đó, cái bầy heo con nó bú, rồi heo mẹ nó chuẩn bị gặn kìa. Heo con ra nè, đó, ra đầu trước các bạn ơi. Đó, một con lai nữa các bạn ơi. Vừa bò vừa trắng luôn nha. Rồi để mình lau chùi con này đi, mình quay tiếp cho các bạn xem. Đây nè các bạn, cái con thứ 6 mới đẻ ra nè các bạn. Mình cho nó vô sọt, mình sưởi ấm rồi nè. Đó, còn những con này cứ cho nó bú no, thoải mái đi. Rồi mình hãy nhốt lại, rồi những con đẻ sau thì mình hãy cho nó bú sau. Mẹ nó nằm ưỡn ra cho nó bú kìa các bạn. Còn mấy bầy bên đó kìa, nó quậy quá trời dơ luôn rồi. Mấy bầy bên đây nữa, quá trời luôn. Rồi một tí nữa thì nó đẻ thì mình quay cho các bạn xem thêm nha. Hiện tại là được 6 con nha các bạn. Con thứ 7 mới vừa đẻ ra rồi đó các bạn. Nó nằm sấp nó đẻ luôn các bạn ơi. Con nhỏ rất là dễ đẻ luôn nha. Đó, nó nằm sấp đẻ ra con thứ 7 luôn nè. Dây rúng còn ngắn lắm. Cái con này là chắc khỏi buộc rúng luôn. Dây rúng nó đứt rồi, khỏi buộc rúng luôn. Bỏ vô trong đây luôn. Rồi hiện tại là 7 con bỏ trong đó luôn nha. Bụng còn to lắm các bạn nhìn thấy nó nằm không? Nó nằm cái bụng nó đội nè. Là mình đón con heo này là khoảng 12 con nha. Các bạn đón bao nhiêu con thì các bạn cứ bình luận xuống để xem là kết quả sau cùng là nó được bao nhiêu con nha các bạn. Heo nó đẻ con nhỏ thì nó sẽ đẻ được nhiều con nha. Còn mà nó đẻ con to thì nó sẽ đẻ được ít con. Con to thì tầm 12 đến 14 con là dữ lắm các bạn. Còn con nhỏ thì có thể là khả năng là đẻ nhiều hơn nữa. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem nha. Nó đẻ ra con thứ 8 nè các bạn. Cái con này là nó đẻ trong bầu đều nha các bạn. Cái con này là nó muốn ngợp luôn á. Mình thấy nó không có cự quậy hết trơn á. Bắt đầu là mình nhào lại, mình xé cái bọc. Bắt đầu là mình chút hai cái giò nó xuống, mình đập đập vỗ vô cái vai của nó. Các bạn đập đập vỗ vỗ vô đây nè, hai ba cái, bắt đầu các bạn chùi trong miệng nó ra, chùi mũi nó trong miệng nó. Thì con này là mình đã cứu sống rồi nha. Trường hợp mà nó không có thở được là mình sẽ hút nó luôn các bạn, là để cho nó thở cứu nha. Con heo là chịu hai đó các bạn. Đó, ở trong đây là 7 con, ngoài này một con là 8 con. Bây giờ mình xử lý là cứu nó sống rồi. Thì giờ mình thả nó vô đây luôn nha. Để mình giữ ấm cho nó luôn. Rồi 8 con. Cái con này nó đẻ mà nó không chịu nằm sấp xuống, nó cứ nó không có chịu nằm ngửa ra nó đẻ các bạn, mà nó cứ nằm sấp nó đẻ không à. Mình so vú nó tí xíu, nghe tiếng động bự gì bắt đầu là nó lòm còm nó ngồi dậy liền. Rồi được 8 con rồi nha các bạn ơi. Mình mới vừa đi ra ngoài xong vô đẻ con nữa nè các bạn. Con này là con thứ 9 nè các bạn ơi. Con thứ 9 thấy nó hơi đỏ đỏ nha, máu nhiều nhiều. Đây trong đây 8 con nè. 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, con này con thứ 9 nha các bạn. Rồi, con này con thứ 9 nè các bạn, mình để vô trong sọt luôn nè. Đó. Nó ra mấy con đốm đốm bông bông nhiều quá. Rồi, hiện tại là 9 con các bạn ơi. 9 con bụng nó vẫn còn đổi các bạn. Mình phát hiện là chỗ này nè, nó vẫn còn u nè, là heo con nó vẫn còn nha. Sữa nó chảy nha các bạn.
Đó, quá trời sữa luôn mà nó không chịu nằm yên cho con nó bú. Con nó ra nhủi nhủi tí xíu là bắt đầu nó đứng dậy rồi. Rồi đợi một tí nữa mình có thời gian mình canh đi. Rồi mình sẽ quay cho các bạn xem luôn nha. Chuồng mình mũi vô quá trời luôn. Ngày nào cũng xịt hết trơn á. Chuột nó cắn lưới nó vô các bạn. Lưới này nè, nó đu theo chuột nó cắn lưới một lỗ gì đó là mũi nó chui theo đi nha. Rồi tiếp tục con thứ 10 luôn các bạn ơi. Con thứ 10 còn dây gúng trong mẹ nó luôn nè. Rồi ra nhau luôn các bạn. Rồi để mình lau chùi con này nha. Mình phát hiện là nó ra thêm một chùm nhau nữa. Rồi để một tí nữa mình xem coi là còn con nào nữa hay không nha các bạn. Con thứ 10, để coi không con thứ 10 là ra nhau luôn. Để mình chùi con thứ 10 đi, mình để chung với đàn nó. Rồi những con này nè. Nó quá trời la luôn rồi, nó nhỏ con nhưng mà nó la lớn lắm luôn. Trong chuồng là nghe tiếng nó không đó. Nó đói bụng á. Rồi các bạn nhìn heo của mình nè, ngồi đẻ cũng được luôn nè. Đó, mình tính lại mình xô bầu vú cho nó nằm xuống. Lại cái là nó gặn ra luôn các bạn. Ngồi cũng đẻ được nữa. Rồi heo mình 11 con nha các bạn. Con heo này dễ đẻ quá trời luôn các bạn ơi. Ngồi cũng đẻ được mà nằm sấp cũng đẻ được luôn chứ không cần nằm ngửa nữa. Quá trời dễ đẻ luôn rồi. Con này con gạ rồi nha. Con này là con lứa 3 rồi. Heo gạ thì mình không có sợ đâu. Mình chỉ lo là lo heo tơ là xương chậu nó không có nở nhiều thôi. Còn heo gạ của mình á là rất là dễ đẻ luôn. Tại vì heo của mình á rất là nhiều con là nó tự đẻ rồi các bạn. Các bạn theo dõi kênh của mình lâu á thì các bạn cũng biết đó. Heo gạ thì mình không có lo, mình chỉ lo là heo tơ thôi. Đó, con thứ 10 là con trắng nè. Trong đây 9 con rồi, cái sọt màu vàng á hồi sáng mình bắt heo ra ngoài mình giao cho khách á, mình chưa có rửa mình đem vô nữa. Mình tính con heo này nó chưa có xanh đâu mà ai ngờ là nó xanh luôn. Nó đẻ ở dưới nền luôn. Rồi mình mới cái dội chuồng đồ xong nè. Nó đẻ rồi, mấy con nấy gã các bạn, nó làm học 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 học. Là mình nghi là trong chuồng mình có vấn đề rồi nhưng mà mình không biết vấn đề gì. Bắt đầu mình vô chuồng mình kiểm tra coi là mình thấy ba con heo con nó bò lóc nhóc vậy đó. Mà mấy con heo gã nó khôn lắm nha. Nó đứng lên, heo con tới đầu là nó đứng lên nó né 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 chứ nó không có ủi, không có cắn cái gì chân á. Còn mà gặp heo tơ là bắt đầu là nó ủi các bạn. Heo gã nó khôn lắm. Giống như cái bầy trước cũng vậy, heo nó đẻ ra 4-5 con, các bạn xem cái clip trước đó. Thì mấy con heo gã nó cũng đi tới đâu là heo con nó đầu heo gã nó tránh tới đó. Nó nhường cho heo con, nó không có ủi, không có hất gì chân á. Khôn lắm. Rồi nó nằm ra là một tí nó đẻ nữa nè. Mình thấy ở đây nó vẫn còn u nè các bạn. Cục cái cục chỗ này nè, cái cục chỗ này mình thấy vẫn còn u là còn heo nè. Rồi đợi xem coi nó nằm ra là nó đẻ được con nào nữa hay không nha. Nằm ra là gặn đẻ nữa đó. Nãy giờ nó nằm sắp không à. Nó nằm ra là nó phải đẻ. Tại vì á các bạn, là nãy giờ là nó chủ yếu là nó nằm sắp thôi. Yêu cầu nó ngửa ra lại gặn đẻ, nó ngửa ra lại gặn đẻ. Nãy giờ mình để ý con này nó nhiều con vậy rồi đó. Sẵn đây á thì khoảng chừng 10 ngày nữa thì các bạn nhớ đón xem cái clip mình tập cho ăn heo con ăn phối trộn nha các bạn. Xem là 14 ngày nó ăn bao nhiêu ký thức ăn và nó tăng trọng được bao nhiêu nha. Ở đây là cám trộn nè các bạn. Những ngày đầu thì mình có trộn chung với cám công nghiệp. Còn những ngày sau thì mình cho ăn cám trộn hoàn toàn. Đó, đây cám trộn hoàn toàn nè các bạn. Rất là mịn luôn. Mình đang cho ăn 8 con này nè các bạn. Còn khi nào mà ăn ok xong thì mình sẽ quay qua cái đàn này thì mình sẽ cho nó ăn nha. Tại vì cái này là hai đàn, mình sẽ tách ra. Mình cho nó ăn trước một đàn. Rồi những cái đàn này nè. Và những con còn lại này nè thì mình sẽ cho nó ăn sau. Rồi mình sẽ quay cân số ký khi mà kết thúc 14 ngày cho heo ăn cám phối trộn cho các bạn xem nha. Xem là nó ăn bao nhiêu, tăng trọng bao nhiêu. Các bạn nhớ đón xem 10 ngày nữa nha. Tới ngày 25 là khoảng 2 ngày 26 thì mình sẽ ra clip đó các bạn. Con thứ 12 ra nè các bạn. Mình quay trực tiếp con 12 ra nè. Đó, lú ra, con trắng, con nhỏ luôn, nhỏ mà nãy giờ ở trong này lâu quá à. Con thứ 12 ra nè các bạn, là khả năng là con 13 ra theo. Ôi, con 12, con 13 cái chút xíu à. Cái con 13 này nó hao rồi các bạn ơi, con 13 này ngọt rồi, nhưng mà con 13 này nó nhỏ quá các bạn ơi. Con này dù cho cứu nó cũng không sống, dù cho sống mà nuôi nó cũng không có lớn nhiều đâu. Đó, hiện tại là heo mình 13 con. Lúc con thứ 11, nãy giờ mình đợi khoảng chừng 15 phút, bắt đầu nó không ra là mình chích cho nó khoảng 3C oxytocin.
là khoảng chừng 3 phút sau là nó đẩy cái con thứ 12 ra nè, rồi con thứ 13 là nó ra tiếp luôn. Rồi đợi một tí nữa xem là cái con này nó còn được con nào nữa hay không nha các bạn. Hiện tại là được 13 con rồi nha. Con heo này thiệt tình luôn các bạn. Mình đứng dậy mình dời cái dây vàng ốm nè. Nó đứng dậy cái nó gớt xuống con là con thứ 14 nè các bạn. Nó đứng dậy nó đói bụng cái gì á, nó lợi máng nó ăn kìa. Đó, thấy hết hồn luôn rồi. Mình thấy nó ngồi ngồi rồi là mình bắt cái đèn ốm đó mình dời qua đây. Ngồi dậy cái nó gớt con xuống 14 xuống luôn. Con này đẻ toàn đẻ ngồi đẻ đứng gì không à. Người ta nằm người ta đẻ dễ dàng không. Rồi hiện tại là heo mình 14 con, sống 13 con, ngọt 1 con các bạn ơi. Rồi nó đứng dậy nó ăn á thì mình chẳng mình đổ khoảng chừng 300 gram cám cho nó ăn luôn các bạn. Để nó cứ nó lợi cái máng nó thọc ngõ vô hoài và nó không chịu nằm xuống đẻ. 13 con thì trong cái sọt này thì nó cũng tương đối các bạn. Cái bầy này á thì heo con nó nhỏ nha, không phải giống như cái bầy khác. Mấy cái bầy khác á khoảng 11 con, cái sọt nó chặt rồi đó. Hiện tại cái sọt này nhốt 13 con nè. Đó. Rồi một tí nữa thì mình sẽ cập nhật thêm cho các bạn xem. Mấy bầy bên đây ăn xong rồi nằm rồi nè, nó cũng còn đói đó. Nhưng mà nó cũng no rồi. Ồ, mấy bầy bên đây quậy quá trời quậy luôn. Bầy ăn cắm phối trộn nè, ăn no nằm phè ra cho mấy con kia nó ủi. Hôm nay á, thì 8 con này nó ăn chỉ có 5 kg cắm phối trộn thôi các bạn. Ngày hôm qua là nó ăn 8 kg. Rồi buổi sáng nó còn dư một chút rồi nó ăn, rồi hôm nay thì nó ăn yếu lại nha. Đó. Lúc mình làm thí nghiệm á, thì từ 16 đến 21 kg rưỡi. Các bạn nhớ đón xem là tới ngày 25 thì mình sẽ cân kết thúc clip và ngày sáng ngày 26, 5 giờ sáng ngày 26 thì mình sẽ đăng lên. Thì các bạn nhớ đón xem cái clip mà ăn cám phối trộn của cái đàn heo mình cho ăn nha các bạn. Đó các bạn, nãy giờ ăn no rồi nằm xuống đẻ tiếp nè các bạn. Đó, con này hiện tại là con thứ 15 các bạn ơi. Mình kéo dây gúng nó ra. Đó, hiện tại con này là con thứ 15. Con này thì bằng con nhỏ trong đàn luôn các bạn. Ăn đã rồi nằm xuống liền. Nằm xuống là làm đi lịa lịa liền. Nằm xuống cái đầu dướng cái thành này nè các bạn. Bắt đầu dãy 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 để cho nó gớt xuống. Xong là đẻ ra luôn, con thứ 15. Cái bóng ấm rồi mình mới buộc dây xong là buộc chưa chắc nữa. Để bây giờ mình xử lý con heo này xong rồi mình căng bóng ấm bắt đèn lên cho nó. Giờ này là cũng tối các bạn. Giờ này cũng là gần 6 giờ rồi nè. Nhưng mà trời nó vẫn còn sáng nha. Đó. Gần 6 giờ rồi đó. Trời tối thui luôn, mình chưa bắt đèn ấm trong chuồng nè. Coi nè. Rồi con thứ 16 ra các bạn ơi. Heo bắt đẻ nè các bạn. Ra tới rồi, tới rồi. Đó, con thứ 16 con rất là nhỏ luôn nha. Để mình kéo nó ra các bạn ơi. Đó, cái con thứ 16 mình kéo nó ra rồi nè. Nằm im ghe luôn ha. Đó, thở bình thường mà nằm im ghe luôn các bạn. Con thứ 16 rồi nha. Rồi để một tí nữa thì mình sẽ cập nhật tình hình thêm nữa các bạn ơi. Thả cái đàn này ra cho nó bú trước một ít đi. Nó la quá trời la. Rồi nè các bạn, tạm thời là mình thả nó ra 9 con cho nó bú trước đi các bạn ơi. Mình đếm cho các bạn xem 9 con trước nha. 1, 2, 3 nè, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 trong đây 6 nè các bạn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 là 15 con. Nó hồi nãy nó chết một hồi nãy là nó ngọt một con bé là 16 con, hiện tại là heo sống 15 con nha. Cho nó bú trước cái đàn lớn đi. Rồi một tí nữa thì nó có đẻ nữa thì mình cho nó bú chung với 6 con kia. Rồi cái đàn bên đó kìa, nó bú nó la rồi kìa. Mình cho các bạn xem nè, với các bạn cái con heo bự này nè các bạn. Cái con heo bự này nè là nó của cái bầy bên đây nè, mà nó qua nó giành bú những con này mình hết cách với nó luôn. Mình cho các bạn xem nè, mình bắt nó về chỗ nha. Đó, mình bắt về ô của nó đi. Nó bự hơn người ta, nó không phải là bầy của nó mà nó qua nó giành bú với người ta, hết sữa của người ta luôn. Đó, sợ con này luôn. Rồi mấy con này có một số con nó bú được rồi nè. Rồi mình thả 15 con ra cho nó bú luôn các bạn ơi. Nó ở trong nó la quá trời la. Mình thả ra cho nó bú đi. Con nào giành được thì giành, còn con nào mà giành không được thì một chút mình sẽ để lại. Còn những cái con mà nó bú no nó nằm ngủ á thì mình sẽ bắt nó vô sọt lại. Còn mà những con nó thức là chắc cú là nó sẽ bú không được rồi đó. Nó giành nó đi kiếm vú nữa, nó kiếm sữa. Đối với những con mới xanh này á thì nó bú tí xíu là nó no rồi. Cái bao tử nó rất là ít luôn. Nên con nào cũng bú được sữa đầu hết các bạn cứ yên tâm về vấn đề cái sữa đầu này đi. Bú trước bú sau gì nó cũng bú được cái sữa đầu hết trơn á.
Đây, hiện tại là đàn mình có 15 con nha. Kiểm lại một lần nữa nha các bạn. Ở đây nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Đó, tổng đàn mình heo hôm nay là 15 con. Là tổng hết là 16 con là các bạn. Nhưng mà nó ngậm một con là còn 15 con. Là có 3 con đầu tiên là đẻ gơi gớt, còn những con sau là đẻ được trên sàn nha. Con heo này á, hồi mấy lứa trước á, là nó rất là mát sữa luôn. Còn lứa này á, thì mình chưa biết làm sao các bạn. Đối với những con nái các bạn mà nó đẻ nhiều như vậy nè, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chăm sóc cái đàn heo con sau khi sanh các bạn. Là có thể là mình sẽ hướng dẫn các bạn là chăm sóc, rồi tập cho uống sữa cộng amox và cộng cám tập ăn, để cho heo con của mình nó biết ăn sớm và nó khỏe mạnh, nó mập mạp nha các bạn, nó lớn đều heo nha. Rồi, vậy là heo mình nó đẻ xong rồi các bạn ơi. Tổng là 16 con, ngọt một con là còn 15 con nha các bạn. Đó, bú xong nằm no ngủ hết trơn kìa. Mấy con nào nằm là mấy con đó là bú no phình bụng hết rồi. Mấy con bên đây á, thì mình mới vô mình cho nó ăn thêm nè. Mấy con này cũng vậy luôn. Thêm mấy con bên đây nữa. Rồi mình chúc các bạn nuôi heo được thành công theo ý muốn của mình nha. Heo đẻ sai, đạt năng suất, thành công như ý muốn của mình.